Nguyên lý cơ bản của trung tần thì là nó khác hoàn toàn với nguyên lý của máy này. Lát thì chúng ta đi sâu hơn. Máy này thì nó sẽ đối với cái quá trình lắp đặt thiết bị hoặc là bảo trì bảo dưỡng thì có thể là quá trình chúng ta xài trước đây. Nếu chúng ta gắn cái cơ cấu bên căng hoặc là vòng vi là vòng đèn thì nó vào trong trục hay là vào trong lưỡi chẳng hạn thì chúng ta ra nhiệt để gắn vào thôi. Thế khi tháo ra chúng ta sẽ sử dụng là của mình. Tùy theo ứng dụng của mình, tức là cái vật liệu hoặc là cái vật thể mà chúng ta cần ra nhiệt nó lớn hay nhỏ, độ cứng trong nó bao nhiêu, độ cứng ngoài nó bao nhiêu, độ dày nó bao nhiêu, trọng lượng của nó bao nhiêu. Thì đối với vòng bi nó khác hoàn toàn với bánh răng, bởi vì mức độ vật chất của bánh răng nó lớn hơn chất vòng bi hay là cái khớp nối. Cho nên chúng ta sẽ quyết định chúng ta sẽ chọn cái máy công suất nào. Mình chỉ có hai cái thôi, thì nó rất là dễ. Trong trường hợp mà chúng ta mua một cái máy nhỏ, chúng ta không mất 2-2 triệu watt, sau này chúng ta cần lớn hơn, chúng ta không cần lớn, chúng ta mua cái máy lớn. Mà chúng ta mua thì mua cái máy nhỏ rồi, cộng. Đó là hầu hết các tính năng cơ bản của cái máy thế hệ thứ nhất, thứ hai là hai cái máy này. Loại này nó không có chân đế, loại có chân đế này dễ dàng trong nhà thôi. Đây là máy thế hệ thứ ba, tức là máy mới ra vào năm ngoái. Thì nó cũng có hai dòng công suất thôi, là một dòng công suất về 22 và dòng công suất 44 kW. Nhưng nó sẽ có cái khác đối với dòng đời cũ, tức là máy đời này thì nhiệt độ nó chỉ có một kênh thôi, đấy tức là kiểm soát được mỗi biển nhiệt độ thôi. Đối với máy thế hệ lớn sau này thì nó sẽ kiểm soát được 2 kênh nhiệt độ. Để giải thích tại sao phải kiểm soát được 2 kênh nhiệt độ, tức là rồi khi mà ra nhiệt đó thì thường khi mà ra nhiệt đó thì nếu mà chúng ta kiểm soát được 1 điểm nhiệt độ, từ một trên nhiệt độ thứ 2 điểm nó lớn quá thì là cong vênh cái phục, cong vênh là biểu tượng nhiệt đầu tiên. Nếu nó lớn hơn nữa thì gọi là đứt cái phục. Thì đó là lý do mà cái thế hệ thứ ba họ phát triển thêm là họ kiểm soát 2 kênh nhiệt độ. Một lát chúng ta sẽ đi chi tiết thôi, nhưng mà tại sao là phải 2 kênh, tại sao phải kiểm soát như thế này. Và điểm đặc biệt lớn nhất là của thế hệ lớn mới này là nó ra nhiệt được cho hầu hết các loại vật liệu mà chúng ta biết sử dụng ở trong hàng ngày, kể cả titan cũng được.
một trong những cái đặc biệt mà bên ngành về bơm, về van, về trục và các thứ lớn để người ta quan tâm là trước đây người ta không làm được cho nhôm. Vì nhôm khi mà chúng ta nâng lên nhiệt độ lên một cái điểm nào anh cần, anh cần hỏi thì mình sẽ trả lời anh ngay. Chúng ta sẽ có thể đọc lại những tài liệu để giúp các anh em đọc lại sau này thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ tập trung vào bên kia thì chúng ta sẽ trả lời anh em. Cột dây thì nó có hai loại chính, là loại là rời như thế này và loại là nó fix cố định như thế này. Khi chúng ta có nhiều cái ổ trục và nhiều cái vị trí mà chúng ta gia công mà nó cố định về kích thước ấy, chúng ta sẽ sử dụng cái này để chúng ta cầm gắn vào đưa vào rất là nhanh thay vì chúng ta phải quấn. Còn phương pháp bình thường, còn nếu như mà đường kính nó thay đổi, độ dày nó thay đổi thì chúng ta sẽ dùng cái cột dây mềm này. Rất là mềm, đây một cái loại như này rất là mềm, rất là đặc biệt. Thì có hai cái là cắm lên, cắm vòng vào máy là xong. Đơn giản như vậy. Rồi nó chuyển từ cái mép này nó vào trong lòng của cái trong này. Đây là bên ngoài có thể cực kỳ nóng nhưng bên trong nó rất là lạnh. Thì mình chờ một hồi bên trong cũng nóng luôn, bên ngoài nóng quá. Đối với pháp đan nhiệt trung tần thì là nó nóng đều luôn. Tuy nhiên nó phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng quấn dây ở đây. Để quấn dây quấn như thế nào để bảo đảm được nó nóng đều. Nhưng mà đấy là những quyền là quấn là quấn đúng. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà mình không quấn chỗ này thì chỉ chăm là quấn chỗ này thì anh em chỉ cần làm nóng chỗ này thôi để lấy nó ra thì là sai. Bởi vì là nếu mà quấn ở đây thì chỗ đây cũng sẽ là chỗ nóng nhất. Bởi vì từ tập trung ở đây, từ trường tập trung ở đây, trong rồi gói này không mình quấn xem bộ trợ ở đây rồi bộ trợ cái bên đây. Thì nó sẽ nắm đều, tôi nó ép luôn cái mỏi đấy, cả hai chiều vào. Thì quá trình đấy thì là mình sẽ, anh hỏi nếu mà mình dùng thì đây sẽ nó cụ thể kỹ hơn. Đó, nó khác nhau là chính là cái đấy. Gạt dầu thì nó khó hơn một chút xíu nữa. Gạt dầu thì là để đồ kiểm soát mà lúc mà mình vận hành mình ra chuyển tiếp từ chỗ này qua chỗ kia, mình vận chuyển cái phôi từ chỗ này qua chỗ kia thì nó sẽ phức tạp hơn là phương pháp mình để phò. Thì đối với hóa gia nhập trung tâm thì nó giải quyết tất cả các cái khâu đấy mà đơn giản nó nhẹ nhàng thôi mà nó không có gây ra tai nạn lao động nhiều hơn là cái nhà kho mà là cái đường vận dầu. Đối với phôi càng lớn mà đường vận dầu càng nhiều. Thì ở Việt Nam thì tôi đã cung cấp cho cơ sở đầu tiên ở Việt Nam là cơ sở Đấu chuyên gia công và chuyên tháo lắp các kết cấu cho các công ty khắp nơi, kể cả tất cả các nhà máy thép họ biết là đều đúng các loại lớn đều đem đến cơ sở của chợ thì họ là người đầu tiên có ở Việt Nam cả hai loại máy, vừa họ cũng mua thêm máy hai thứ ba vừa ra thì họ cũng mua luôn một cái nữa, cái 44 kW, vừa rồi cũng cung cấp cho lọc dầu Bình Sơn, bây giờ Bình Sơn còn mua để đa nhiệt cho Super Direct Steel, cái này là bằng Super Direct, nó cao hơn, nhưng mà điều nó khác với hoàn toàn là tính chất và tính lượng nó khác với lại nhất Stainless Steel. Stainless Steel nó cũng chia ra nhiều loại nữa, 2.2, 3.2, 3.14, 3.16 thì đại khái để anh em tập hành được mình nghe. Thì một số loại Stainless Steel nó có từ định lúc đấy. Làm được ngay mấy cô đại chú là một số cái mà không có dự tính ấy, mình cứ đang trong bằng mà nó không biết ấy. Giống như là mình nhà mình có là cái đồ mà để mình để kép để đĩa lên ấy, thì đang trong nó nhít, nhưng mà nếu mà một cái muỗng inox cao cấp là nó sẽ không nhít, tức là đó mình sẽ không dây được. Thì đối với máy thế hệ thứ ba thì dây được thì đây là một cái là chuẩn bị dây học cái máy lớn. Hai cây nhiệt độ nó đối với máy thế hệ thứ ba, máy 3.0 thì nó cho máy cho phép mình
đặt độ chênh nhiệt độ giữa hai điểm. Vì quá trình vì vốn nó là một loại vật liệu giật, cái gang thì nó sẽ giòn hơn là inox. Thì gang thì nó sẽ không chịu được cái độ chênh nhiệt quá lớn. Thì mình trong cái hợp vật liệu trong vật liệu mà của thiết bị thì người ta sẽ khuyến cáo mình là độ chênh nhiệt độ, gradient nhiệt độ bao nhiêu. Tức là mình có thể điều chỉnh được tốc độ nhiệt độ, nhiệt độ tăng từ điểm môi nhiệt độ môi trường ngay từ 100 độ C mà lên tới 200 độ C. Thì là trong bao lâu phải đạt được cái điều đó, tức là cái chu trình, cái chu trình gia nhiệt của nó lên tới đó nó lại về bao nhiêu, nó lại lên tiếp, về nó về bao nhiêu lại lên tiếp. Thì là đối với thế hệ thứ thứ ba là nó sẽ, thế này nó sẽ có hai cái nhiệt độ này, nó sẽ cho phép mình điều khiển được cái chu trình gia nhiệt đấy. Rồi có một vài loại vật liệu khi mà nó gia nhiệt tăng kéo một cái lên rất điểm đạt, nhưng mà khi nó trả về nó nguội dần đấy, nếu mà để theo nhiệt độ môi trường nó nguội dần có thể tốc độ nguội nó nhanh quá. Cái đó mình dùng cái này, đối với mùa đông mình nên dùng cái này. Nhiệt độ báo nhiệt độ này không có báo nhiệt độ được, này nó lao di đấy. Không biết bao nhiêu độ, bao nhiêu độ này nóng mà đồng hồ nữa, một lát đây mình sẽ chia sẻ với anh em chút xíu về cái túng nhiệt độ, vì rất nhiều người sai cái túng nhiệt độ, mình sẽ quay lại cái đó sau. Cái này thì trong trường hợp mà mình quấn cái băng ấy, quấn các cái khôi mà nó không cố định nhất thì mình dùng cái này. Cái này nó cố định này, mình dùng cái này. Thì chúng cái thằng nhỏ đấy, chúng cố đi nó còn cái đó thì đã sản nó xong rồi, chọn được để méo tư méo bị méo muốn. Nó có 6 mức công suất. Là nào để tôi nó bố lại cho xếp sang thì nó xử lý thì nó lên 1, 2, 3, 6 luôn. Số 1 thì mình chạy 20 giây thì nó nước thì nó được. Số 2 thì 3 20 giây. Đây 20 giây nước. Đây công suất của bài mình được góc kia thì có được cái bài. Số 6 là chạy 20 giây. Thường góc này. Số 1 là thế luôn. Được không? Mình khó. Sau cái quạt làm mát thôi, buôn người dân giả thao tác còn buôn thấy ngoài quạt tư lý không? Một con buôn này con này của inox là inox ạ, inox không được lát nào chân? Nóng đấy, con nóng đấy nóng đấy nóng đấy, không nóng đâu là có tư lý, là có tư lý nóng dạng cao từ đấy nó đổ từ đấy nó càng cao nó càng nhanh là nó lớn ở ngoài mà nó lớn ở trong rồi mua nó vật liệu nó thế là thiết kế vì sao mua cho bác không là làm chi đó là cái đầu từ tiếng càng cao thì nó càng nhanh. Bỏ cái tờ giấy đi vô sắt là một phát một là xong rồi là không là cái bình này, cái này này vô nó chạy giấy cái chạy. Đó. Sẽ cái bỏ ra đây này lấy tay cầm cái